Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của 6 Vlog. Hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cửa hàng Honda để quay cho tất cả mọi người xem về mẫu xe Honda Ablade và đặc biệt là cập nhật thông tin mới nhất về sự ra mắt của mẫu xe Ablade 2020. Mẫu xe Ablade 2020 thì dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 15 tháng 12 năm 2019 và ra mắt tại quận 2 nha các bạn. Hiện nay thì mẫu xe AB150 2020 thì đang được rất là nhiều các bạn quan tâm vì kiểu dáng thiết kế sẽ được thay đổi và về phần động cơ thì sẽ được nâng cấp lên động cơ là 150cc và đặc biệt thì sẽ được trang bị cái hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước nha các bạn. Và rất có thể là cái động cơ của mẫu xe AB150 phiên bản mới nhất 2020 thì sẽ được trang bị cái động cơ giống với động cơ của SH, đó chính là động cơ ESP Plus. Một cái công nghệ rất là mới với động cơ rất là mới của phiên bản SH này các bạn. Về mẫu xe AB 2020 thì dự kiến sẽ có phiên bản là ABS và phiên bản CBS và đều được trang bị cái động cơ là 150cc nha các bạn. Và cái phanh ABS này thì chỉ có ở trên bánh trước thôi. Và mẫu xe AB 150 2020 thì có cả hai phiên bản thì đều được trang bị cái ổ khóa Smart Key và được trang bị thêm cái hệ thống chống bó cứng phanh ABS và có thêm cổng sạc USB nha các bạn. Và về phần thay đổi của mẫu xe AB 2020 thì sẽ được thay đổi về phần đầu xe giúp cái xe có kiểu dáng đẹp hơn và nhìn thon gọn hơn. Và về phần thân xe và đuôi xe thì cũng được thay đổi nha các bạn. Thay đổi không giống với các phiên bản trước của mẫu xe AB như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình. Và một sự thay đổi nữa đó chính là mẫu xe Ablade 2020 thì sẽ được thay đổi cái màn hình thành Full LCD hoàn toàn này các bạn, chứ không phải dạng đồng hồ như ở phiên bản năm 2019 nữa. Hiện nay ở cửa hàng thì cũng còn rất là nhiều các mẫu xe AB phiên bản 2019 như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình. Thì ở đây có những cái màu sắc như là màu đen mờ cũng được rất là nhiều các bạn lựa chọn. Về động cơ thì là 125cc và về giá bán của mẫu xe này thì cũng dao động ở mức là trên dưới 40 triệu đồng nha các bạn. Rất là nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn luôn. Còn ở phiên bản mà mới nhất là phiên bản AB 2020 thì có giá dự kiến theo mình thì sẽ có thể là sẽ trên dưới 50 triệu đồng ở phiên bản có ABS và phiên bản CBS và là động cơ là 150cc nha các bạn. Hiện nay thì cũng đang có rất là nhiều cái thông tin về màu sắc cũng như là về giá bán cũng như là về vật động cơ của mẫu xe AB 150 phiên bản mới 2020. Về màu sắc thì theo như dự kiến thì sẽ có 5 màu sắc ở phiên bản ABS và có 7 màu sắc ở phiên bản CBS. Và ở phiên bản AB 150 2020 thì rất có thể sẽ được trang bị thắng đĩa cả trước và sau nha các bạn, nhưng mà sẽ chỉ trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở một bánh trước mà thôi. Và về phần đầu đèn của mẫu xe AB 2020 thì rất có thể sẽ được trang bị cái phần đèn pha giống với lại đèn của xe Honda Winner X hay là mẫu xe SH 2020 mới được ra mắt. Và mẫu xe Ablade 2020 dự kiến thì sẽ có hai phiên bản là phiên bản 125cc và phiên bản 150cc. Và hiện nay thì chưa có thông tin nào chính xác là ở phiên bản 125cc liệu có được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hay không. Nên là mình sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất ở những cái video tiếp theo. Và mẫu xe AB 2020 thì đã được chạy thử 3 lần và lần cuối cùng nhất là vào ngày mùng 3 tháng 12 và sẽ được dự kiến sẽ được ra mắt ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mình sẽ cập nhật những cái thời gian cũng như là địa chỉ chính xác mà khi mà ra mắt mẫu xe AB 2020. Thì khi mà ra mắt mẫu xe này thì cũng chỉ là một quy mô nhỏ thôi và cũng không có rầm rộ như một các mẫu xe Honda Winner X hay là mẫu xe SH. Và vào ngày 15 tháng 12 năm 2019, thời gian là từ 7 giờ 30 sáng đến 22 giờ tối. Địa điểm là tại khu đô thị Sala số 10, đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, quận 2, Hồ Chí Minh. Như vậy là các bạn cũng đã biết rồi là tổ chức tại khu đô thị Sala nha các bạn, ở quận 2. Và ngày đại nhạc hội khinh khí cầu thì cũng có rất là nhiều những hoạt động vô cùng hấp dẫn. Ví dụ như là săn ảnh trên không hay là ngắm thành phố từ trên cao với góc nhìn 360 độ với điều kiện là thời tiết lý tưởng và trải nghiệm khinh khí cầu bằng công nghệ về là thực tế ảo. Nói chung là rất là nhiều ca sĩ diễn viên sẽ có mặt trong cái buổi đại nhạc hội khinh khí cầu và sẽ có sự ra mắt của mẫu Honda Ablade. Mẫu xe này hiện nay thì cũng đang được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm và đặc biệt là quan tâm về sự khỏe khoắn cũng như là bứt phá về phần động cơ 150cc và đặc biệt là được trang bị cái hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở cái phiên bản mới của năm 2020. Và mình sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất cũng như là về giá bán chính xác của mẫu xe Honda Ablade phiên bản 2020.
Và cái video này mình cũng chỉ làm ở đây thôi. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi các bạn luôn ủng hộ cái video mới nhất của 6 Vlog.